rất là hiếm vừa về thằng audio các anh nha. Cặp loa của Nhật. Và hiện tại bây giờ giới audio trên thế giới người ta vẫn ưa chuộng cặp này. Cho nên là cái lượng về Việt Nam nó rất là ít. Anh em nói nó hơi thông cảm một chút là thực ra là cái gì người ta chán thì nó mới về nhiều. Còn cái gì hay thì về Việt Nam nó sẽ ít hơn các bác nhé. Các bác hết sức thông cảm. Vì cái điều đấy là cái điều thực tế rồi. Chán thì họ mới thải. Thải thì mình mới được dùng. Thực ra cái đồ thải của tư bản thì em nghĩ là nó vẫn còn phải nói là rất là chất lượng. Đấy, điển hình như cặp này. Cặp này là một cặp loa rất là đẹp của hãng Tiklik G900. Em này sở hữu một cái Super Bass 40. Đây anh em nhìn này. Bass 40 nhá. Màng trắng và anh em để ý cái rốn này. Không hiểu sao mà cái cặp loa G900 này cái thiết kế cái rốn nó đẹp như này. Quá đẹp luôn các bạn. Cái này nó làm kiểu dạng như là không hiểu là chất liệu nó là gì. Nhưng mà mình nhìn xuyên thấu được mà nó rất là bóng nhá. Bóng và kính à cứng. Đấy. Quá đẹp luôn các bạn. Đây, em quay chi tiết cho các bác nhé. Gân này. Gân vải zin này rất là đẹp luôn. Em này gân chung cũng zin nhá. Cặp loa này cấu hình là sẽ có 5 loa. Hệ thống có 5 loa và 4 đường tiếng. Một Super Bass 40 này, một chung này là chung khoảng 16 hay 18 như thế này. Chung gân vẫn zin nhá, chưa thay cũng chưa biết chính xác là gân là bao nhiêu. Gồm có một tép, tép là có máy vẩy. Đấy. Và hai siêu tép. Đây, hai siêu tép. Tức là 5 loa, 1, 2, 3, 4, 5. Em này là đảm nhiệm giải trầm dư rồi. Em này đảm nhiệm giải trung, còn 3 cái em này đảm nhiệm giải cao. Đấy. Cặp loa này phải nói là giải âm hoàn hảo. Từ giải trên của tép luôn, super tép, siêu tép. Rồi trầm super bass. Quá tuyệt vời. Công suất là 300W một chiếc, trở kháng 8 ohm. Đó, những cái thông số rất là ấn tượng. Anh em quan tâm cặp này thì alo trực tiếp cho bên em nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn.